Tô Hưng Anh Thái Bình xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi Salon ô tô Hưng Anh trên kênh fanpage của nhà mình. Và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Salon nhà mình với các bạn nhé. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km, và nhà mình thì gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Chuyên kinh doanh các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn lâm đường ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên zin. Mỗi ngày thì mình sẽ dành 15 phút buổi tối để giới thiệu sơ qua với các bạn, kể tên báo giá sơ qua với các bạn. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên lạc trực tiếp đến hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Nhà mình sẽ rút hồ sơ toàn bộ những chiếc xe mình bán ra trên toàn quốc cho các bạn và hỗ trợ trả góp ngân hàng cho các đời xe từ 2013 trở lên các bạn nhé, với trị giá là 50% trở lên. Tại thời điểm này thì nhà mình đang có khoảng 40 đầu xe đa dạng các bạn nhé, từ xe Morning, Vios, Altis, Camry, Innova hay là các dòng của Kia như là Kia Morning này, Kia Cerato thì hôm nay không còn con nào. Thế và hôm nay đang có nhiều Fortuner máy dầu. Cảm ơn Xuân Trường nhé, chị chào em. Xin chào toàn thể các bạn. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn chiếc xe Mercedes-Benz C200 đời 2009 màu xám và đang mang biển Hà Nội. Một chiếc xe sang đời sâu đang được chào bán 375 triệu. Đúng rồi em ơi, chị mới đi du lịch 10 ngày, chị mới về từ ngày hôm kia. Cảm ơn em nhé. Xin chào bạn Quang Thanh, xin chào Đào Đoàn. Và đây là Fortuner máy dầu các bạn nhé. Nhà mình có rất là nhiều Fortuner máy dầu. Những chiếc xe máy dầu thì đợt này được rất là khách hàng rất là ưa chuộng, tại vì nó tiết kiệm nhiên liệu trong lúc xăng đang lên cao, mà những chiếc xe này chạy chưa đến 7 lít dầu cho 100 cây số nên đang được khách hàng rất là ưa chuộng. Cảm ơn em Xuân Trường rất nhiều. Đây là chiếc Fortuner 2015 các bạn nhé, máy dầu một cầu số sàn. Fortuner máy dầu một cầu số sàn, một chiếc 2015, một chiếc 2016. Hai chiếc này thì đều màu bạc các bạn ạ. Chiếc 15 và chiếc 16 thì đều là màu bạc. 710 triệu cho 2016. Và 670 triệu cho 2015 các bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Huy nhá. Chào anh và cảm ơn anh. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Anh Nguyễn Tùng bình luận cái gì mà em chưa hiểu ạ? Tiếp theo là giới thiệu với các bạn là Altis. Thì hiện nay nhà mình đang có rất là nhiều xe Altis 1.8 và tất cả đều màu đen. Đây là chiếc xe 2017 các bạn nhé, mang biển Thái Bình 2017. Đời thì 2016 nhưng mà đăng ký tháng 4 năm 2017 các bạn nhé. Mới chạy chuẩn 4.3 vạn. Một chủ sử dụng từ đầu và giá chào bán là 600 triệu. Cảm ơn anh Hồ Trường ạ. Chào anh và cảm ơn anh. Còn đây là Altis 2016, chiếc này đang mang biển Hải Phòng, giá chào bán là 590 triệu. Cũng là chiếc xe Altis màu đen 1.8 số tự động các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn một chiếc xe Altis 2014 nữa, cũng màu đen 1.8 biển Hải Phòng và giá chào bán là 550.
Tiếp theo là Ford Everest 2013, máy dầu một cầu số sàn màu phấn hồng và biển Hà Nội, 470 triệu. Route 2020, 1.5 số tự động nhập khẩu Indo 7 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu tháng 7 năm 20 và đang mang biển 98, giá chào bán là 715 triệu. Hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại này hoặc là kết nối Zalo để xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Còn trong video này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua, kể tên báo giá sơ qua với các bạn thôi. Và cái giá bán này thì đã bao gồm phí rút hồ sơ. Nhà mình không nói sách nhiều các bạn nhé. Bởi vậy nên giá xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao so với các đơn vị khác. Và Fortuner máy dầu thì hiện nay nhà mình đang có 4 chiếc xe màu đen đều 2010. Và bây giờ thì ông chủ đang chuẩn bị quay video chi tiết của chiếc xe 2010 màu đen. Ông chủ ơi, chào khách hàng một tiếng nào. Chào các bạn nhé. Nhà mình đang chuẩn bị quay video chi tiết của chiếc xe 2010 màu đen bởi vì là có khá nhiều xe nhưng mà chưa quay được video chi tiết và hôm nay có rất nhiều khách hàng yêu cầu video chi tiết. Tiếp theo, chiếc xe này là chiếc xe Mazda 2 đời 2018, số tự động 1.5 các bạn nhé, đang mang biển Thái Bình và giá chào bán là 435 triệu. Mazda 2 2018. Lại một em Atit nữa, chiếc này 2014 đây ạ. 2014 1.8 số tự động màu đen biển Hải Phòng, 550 triệu. Gầm cao 5 chỗ đang có Honda CR-V các bạn nhé. Chiếc này là Honda CR-V đời hơi sâu một chút, 2009. Nhưng mà còn rất là chất lượng. Màu đen biển Hải Phòng, Honda CR-V đời 2009. Giá chào bán là 410 triệu. Một chiếc xe Honda CR-V nữa, chiếc này thì đời cao hơn, màu titan và cũng đang mang biển Hải Phòng. Honda CR-V bản cao cấp đời 2015, màu titan biển Hải Phòng, giá chào bán là 700 triệu các bạn nhé. Và tất cả những chiếc xe của nhà mình thì một lần nữa chia sẻ với các bạn là không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc còn nguyên bản và nhà mình cam kết bằng văn bản nếu như các bạn phát hiện xe gặp những lỗi trên thì nhà mình sẽ phải trả, các bạn sẽ có thể trả lại xe và nhà mình sẽ trả đủ lại tiền. Cam kết bằng văn bản như vậy với các bạn luôn. Tiếp theo, chiếc xe này là Fortuner 2019, máy dầu số tự động. Và màu này là màu cà phê chứ không phải màu đen các bạn nhé. Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 đang mang biển Thanh Hóa. Giá chào bán là 985 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ. Một chiếc số tự động nữa. Cũng máy dầu đời 2008 nhưng đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2009 và chiếc xe này được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá chào bán là 560 triệu và chiếc xe này mình đã rút hồ sơ về tên nhà mình rồi. Bạn Quốc Mỹ ơi, nhà mình có Y10 số sàn nhưng mà đời 2016 thôi bạn nhá, đang mang biển Thái Bình. Giá chào bán là 290 triệu. Xin chào Nguyễn Trường. Xin chào Nguyễn Tất Hùng, Bảo Triều. 560 triệu cho chiếc xe Fortuner máy dầu nhập khẩu Thái Lan. Số tự động các bạn nhá. Máy dầu số tự động đời 2008 nhưng đăng ký 2009. Còn rất là đẹp, rất là chất lượng và chiếc xe này đặc biệt được độ một bộ vành màu đỏ trông rất là nổi bật, màu sơn thì màu vàng cát.
Và chiếc xe này là chiếc xe rất hiếm trên thị trường, bởi vì đời sâu nhưng mà lại số tự động. Bản cực hiếm luôn các bạn nhé. Giá chào bán là 560 triệu. Ngoài ra thì nhà mình còn 4 chiếc Fortuner 2010 nhưng mà đều màu đen. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là Camry. Nhà mình đang có Camry 2.5Q màu đen đời 2018 biển Hà Nội, 930 triệu. Phạm Văn Cương ơi, nhà chị có đổi xe mà mua bán trao đổi xe có em nhé. Xin chào Trần Sơn, chào Nguyễn Diệp, Vũ Văn Tình. 930 triệu cho Camry 2018 các bạn nhé, 2.5Q. Và nhà mình còn một chiếc xe 2.5Q đời 2013 màu vàng cát biển Thái Bình nữa các bạn nhé. Chiếc này thì đời 2018. Bạn nào thiện chí mua chiếc xe nào thì mình hãy kết nối Zalo để mình xem thêm hình ảnh vào ban ngày, hoặc là mình nhà mình sẽ gửi video chi tiết cho các bạn tham khảo thêm. Còn đây là Camry 2.4G đời 2009 biển Hà Nội 4 số màu đen. Giá chào bán là 488 triệu. Cảm ơn Hà Đức Thiện nhé. 488 triệu cho Camry 2009 số tự động 2.4G 2009, nhưng các bạn nhìn cái la răng của nó chả hề bị xước sát một tí nào, đẹp lắm luôn các bạn nhé. Nhà mình ở Thái Bình bạn ơi. Nhà mình nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km, tức là chỉ còn 5 km nữa thôi là mình sang đến đất Hải Phòng rồi các bạn nhé. Cầu Nghìn là địa danh giữa Hải Phòng và Thái Bình, thì nhà mình chỉ cách cầu Nghìn có 5 cây nữa thôi. Tiếp theo chiếc xe này là Fortuner 2010 máy dầu một cầu số sàn các bạn nhé. Xin chào Nguyễn Mạnh Đảng. Fortuner 2010 nhà mình đang chào từ 510 đến 515 triệu, bởi vì nhà mình có tận 5 xe, một chiếc biển 37, một chiếc biển 18 và hai chiếc biển Hà Nội các bạn nhé. Đang có tận 4 chiếc xe 2010 máy dầu màu đen như thế này. Bạn nào đến trước thì sẽ mua được chiếc xe đẹp nhất. Và đây là một bạn Camry nữa đây ạ, 2.5Q màu vàng cát đời 2013 và đang mang biển Thái Bình. Chiếc xe này nó dài hơn những cái chiếc xe kia rất là nhiều. Form của Camry rất là rộng các bạn ơi. 2.5Q màu vàng cát biển Thái Bình đời 2013 và giá chào bán là 710 triệu. Buổi tối nên là các bạn xem hình ảnh chi tiết nó sẽ rất là khó. Nhà mình thì không có cái bóng điện ở ngoài đường như thế này. Mình sẽ chỉ quay sơ qua cho các bạn thôi nhé. 710 triệu. Và các bạn khi xem được video của nhà mình thì nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là like này, chia sẻ bài viết, hoặc là các bạn chia sẻ tới các trang, các hội, các nhóm với giúp mình với thì rất là tốt. Rất là cảm ơn các bạn. Còn đây là chiếc xe i10 2019. I10 màu trắng đời 2019 mới chạy có 1 vạn 9 thôi. Giá chào bán là 395 triệu và đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi. Chiếc xe này các bạn sang tên sẽ rất là nhanh các bạn nhé, không cần chờ đợi rút hồ sơ nữa. 395 triệu cho I10 hai đầu màu trắng đời 2019 và mới chạy 1 vạn 9. Bên cạnh đây là Innova 2016. Chiếc xe này màu vàng cát biển Thái Bình,
giá chào bán là 425 triệu. Và Innova 2014 màu bạc biển Hà Nội giá chào bán là 405 triệu. Trong kia là một chiếc xe Fortuner máy dầu màu đen 2010, nhà mình đang quay video chi tiết các bạn nhé. Đang quay video chi tiết một chiếc xe đại diện để gửi cho khách hàng. Nguyễn Hưng vui tính quá. Tên là Hưng thì ai cũng đẹp trai em ạ. Ai cũng đẹp trai lắm. Xin chào Sơn Phạm. Giàu nghèo thì quan theo quan niệm của mỗi người thôi. Cái quan trọng là mình cứ vui là được rồi em Hưng ơi, em Nguyễn Hưng ơi. Tiếp theo giới thiệu với các bạn chiếc xe Vios G đời 2019 nhá. Chiếc xe này màu trắng này. Màu trắng bản G số tự động 2019 và giá chào bán là 500 triệu. Hôm nay nhà mình chỉ còn ở nhà một chiếc xe này, còn chiếc xe cũng bản G 2017 thì vẫn đang đánh bóng chưa xong, chưa về các bạn nhé. Và đây là một chiếc xe Fortuner 2010 nữa màu đen này. Chiếc này thì biển Nam Định. Fortuner máy dầu màu đen đời 2010 biển Nam Định. Và nhà mình đang có một đôi xe Camry, hai cái em Camry này thì cũng có hơi lâu rồi đây ạ. Đời 2002. Chiếc này số sàn màu đen biển Thái Bình và giá chào bán là 265 triệu. Còn một chiếc xe 3.0 số tự động cũng 2002 các bạn nhé, nhưng mà chiếc xe này thì nhập khẩu Mỹ và giá chỉ có 270 triệu thôi. 270 triệu cho chiếc xe Camry 3.0 số tự động nhập khẩu Mỹ XLE. Còn đây là chiếc xe Altis 2010. Altis 1.8 số tự động màu đen đời 2010 đang mang về Thái Bình các bạn nhé. 395 triệu. Hiện nay nhà mình đang có 4 chiếc xe Altis, một chiếc 2010 này, một chiếc 2014, một chiếc 2000 và hai chiếc 2016 các bạn nhé. 4 chiếc thì đều màu đen và đều 1.8 số tự động. Tiếp theo đây là chiếc xe Kia Rio. Kia Rio số sàn đời 2015. Đang mang biển Thái Bình và giá chào bán là 300 triệu. Tầm tiền 300 trên 300 thì nhà mình còn có một đôi Honda Civic nữa nhé. Một chiếc màu xám 2.0 số tự động. 2008 nhưng mà form mới các bạn nhé. Chiếc xe này 2.0 số tự động và giá chào bán là 335 triệu. Honda Civic đời 2008. Một chiếc Honda Civic nữa. Một chiếc Honda Civic màu đen nữa mà không biết hình như là ai vừa đi mất rồi ạ. Màu đen thì là 1.8 số tự động các bạn nhé. Và cũng tầm giá là 335 triệu. Còn đây là chiếc xe i10 đời 2016 số sàn màu trắng biển Thái Bình, 290 triệu. Hyundai i10 số sàn màu trắng biển Thái Bình giá 290 triệu. Và bên cạnh đây cũng từ thương hiệu Hyundai là chiếc xe i20. i20 đời 2015 giá chào bán là 465 triệu. Một chiếc xe bán tải máy dầu Colorado đời 2018 nhập khẩu Thái Lan
chạy 2,3 vạn. Máy dầu 1 cầu, số tự động và giá chào bán là 540. Yên Bùi muốn xem chiếc xe 7 chỗ là chiếc xe gì ạ? Fortuner máy dầu thì nhà em đang có 4 chiếc xe 2010 nhé. 4 chiếc xe 2010 đều màu đen. Đời 2010 thì nhà em đang chào bán từ 510 đến 515 nhé. 4 chiếc 2010, 1 chiếc 2009, 1 chiếc 2015, 1 chiếc 2016 và 1 chiếc 2019. À, chiếc xe Vios hôm nay về rồi đây mọi người ơi, Vios 2017 hôm nay về rồi đấy ạ. Vios bản G số tự động 2017 màu đen các bạn nhé. Đang mang biển 14. Anh Bùi Yên, tí nữa nếu mà muốn xem video của chiếc 2010 thì tí nữa em sẽ gửi cho nhá. Tí nữa nhà em đang quay cái video chi tiết kia rồi. Nếu như mà anh muốn xem thì tí nữa em sẽ gửi cho anh chiếc 2010. Còn lại thì nhà em đang có 2009 số tự động máy dầu màu vàng cát này. 2015 và 2016 thì đều màu bạc. 2019 thì màu cà phê. Và tất cả Fortuner của nhà em thì đều là máy dầu nhá. Ngoài ra còn một chiếc Ford Everest máy dầu thì màu phấn hồng và đời 2013, biển Hà Nội, chào bán 470 triệu. Và 7 chỗ thì còn có 2 chiếc xe Innova, một chiếc 2014 và một chiếc 2016. Bảy chỗ còn một chiếc Route 2020 nữa nhé. Route là một chiếc xe nhập khẩu từ Indo, 1.5 số tự động, máy xăng. Và giá chào bán là 615. Còn đây là hai chiếc Fortuner màu bạc. Nhà mình không có 9 chỗ đâu bạn Sơn Phạm nhé. Đây là hai chiếc màu bạc mới về này. 15 và 16 này, mới về xong. Một chiếc 2019 thì màu cà phê. Một chiếc 2019 ở góc trong cùng kia màu cà phê, số tự động. Và 7 chỗ thì còn có cả Route đây nhá, Route 2020 này. Chiếc này nhập khẩu Indo 1.5 thôi, 7 chỗ ngồi và chiếc này thì máy xăng. Ngoài ra thì Ford Everest cũng máy dầu đây, một cầu số sàn đời 2013 màu phấn hồng. Và một chiếc xe 2009 số tự động máy dầu đây ạ. Bản nhập khẩu Thái Lan nhá. Đời 2008 thôi nhưng mà đăng ký tại Việt Nam lần đầu là 2009 và giá chào bán là 560. Các bạn đang xem được video trực tiếp của ô tô Hương Oanh thì làm ơn hãy like bài viết, chia sẻ thông tin quảng cáo giúp mọi người tiếp cận được nhiều hơn đến thương hiệu ô tô Hương Oanh. Nhà mình bán xe đắt nhưng mà chất các bạn nhé. Và nhân dịp kết thúc kỳ nghỉ dài kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động thì xin chúc các bạn một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng. Chúng mình lại tiếp tục cày cuốc. Các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Salon ô tô Hương Oanh và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho nhà mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.